Hello. Welcome back to Speak English with Me channel. Cho Phương Anh xin thân mến chào tất cả các bạn. À, thân yêu của Phương Anh, trong cái video ngày hôm nay cho Phương Anh xin giới thiệu là mình sẽ làm tiếp tục trong cái đề tài về giao tiếp hàng hải. Trong cái video ngày hôm nay, Phương Anh sẽ tiếp tục làm cái topic về cargo handling trong cái cuốn SMCT giao tiếp cơ bản trong hàng hải. Thì cái topic tiếp theo trong cái video ngày hôm nay của anh sẽ làm về cái việc mà mình làm hàng nhưng mà handling dangerous goods, tức là những cái hàng hóa nguy hiểm. Thì của anh cũng hy vọng là sẽ có những cái cấu trúc câu, những cái cấu trúc câu giao tiếp và những cái từ vựng trong giao tiếp mà các bạn có thể được làm quen. Thì của anh không nói nhiều nữa, chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Thì như nãy Phương đã nói đó, mình sẽ tiếp tục với cargo handling. Thì trong đây có cargo and cargo handling, and then handling dangerous goods. And trong cái phần dưới cái phần này nó có cái phần nhỏ là 1.2.1, đó là briefing on nature of the dangerous goods. Briefing on nature of dangerous goods là chỉ dẫn. Briefing chỉ dẫn về tính chất, the nature, là cái tính chất of dangerous goods, hàng nguy hiểm. Right. Number one, what is the IMO class of these goods? What is the International Maritime Organization class of these goods? The IMO class of these goods is the IMO. The IMO class of these. Number two, the package contain IMO class goods. The package contain là chứa đựng. Cái package là cái đóng, cái hộp, cái thùng đóng gói. Contain IMO class goods. Number three, these goods are flammable. Or these goods are poisonous. Thì nếu mà nó có thể là flammable là dễ cháy, giống như xăng dầu, flammable. Poisonous tức là có chất độc, có tính chất độc hại. Mình sẽ bỏ vào đây. These goods are flammable, poisonous. Handling these goods with caution. Caution. Với cái sự chú ý. Handling these goods with caution. Number four. These goods emit flammable gases in contact with water. These goods emit là phóng ra hay là thả ra flammable gases là những cái khí, chất khí dễ cháy in contact with water. In contact là khi mà nó tiếp xúc with water, với nước. These goods emit flammable gases in contact with water. Keep these good dry. Keep these good dry. Number five. These goods are liable. Liable to spontaneous heating and combustion. These goods are liable. Liable tức là chịu cái trách nhiệm, tức là cái người liable là cái tính từ. To be liable là nó được cho rằng á. So these goods are liable to spontaneous heating. Spontaneous heating tức là tự động nó sẽ xả, nó sẽ làm nóng lên, nó tăng nhiệt độ lên. Spontaneous heating and combustion và cháy. Do not touch. Number six, do not touch. Cái câu này là câu ra lệnh. Do not touch, không sờ vào. Alright, so mình qua cái phần nhỏ thứ hai trong cái video ngày hôm nay, đó là part B3 1.2.2, instructions on compatibility and stowage. Instructions on là hướng dẫn về, compatibility là cái tính tương thích, compatibility and stowage và cách chất xếp. Number one, observe the IMDG code when loading or when stowing. Observe là nhìn, để ý. Observe
the IMDG code when loading or storing. Number two, check the proper segregations of goods. Proper segregations là cái sự cách ly, cái sự để riêng biệt ra, cái sự chia ngăn cách ra of goods. Proper là một cách đúng đắn, một cách phù hợp. Proper segregations of goods. Check the correct technical names and in document. Check the correct technical names là cái tên kỹ thuật đúng in document. Check the correct marks là những cái dấu, những cái ký hiệu, hay là check the correct labels. Check compatibility of IMO class goods. Check the compatibility of IMO class goods. Number three, stow IMO class goods away from living quarters. Stow IMO class giống như là stow IMO class goods. Away là xa ra, away from, xa ra, xa những cái nơi mà, cái nơi ở, living quarter, cái khu, quarter là cái khu vực, cái góc. Stow IMO class goods away from living quarter. Separate by one hole, separate là cách ra, chia ra, riêng ra, by one hole, một, bằng một cái hầm, from IMO class goods. Or under hay là on deck. Dưới, under, on là trên, deck. Number three, cover IMO class goods on deck with tarpaulins. Cover IMO class goods on deck with tarpaulins. Tarpaulins là cái bằng cái loại chất liệu vải mà không có thấm nước. Number four, stow flammable goods away from the engine from room bulkhead. Flammable goods away from the engine room bulkhead. Bulkhead là cái ngăn bùng máy. Infectious substances separated by one hold. Compartment from foodstuffs là thức ăn gia súc. Infectious là cái tính từ truyền nhiễm. Infectious disease là cái bệnh, disease là bệnh, disease những bệnh truyền nhiễm. Còn đây là infectious substances là những cái chất mà có thể gây truyền nhiễm. Separated by one hole bằng một cái hầm, compartment hay là một cái hầm, một cái khu, from foodstuffs. Stow drum away from IMO class goods at minimum of 5 meters. Stow phi hàng, cách xa hàng cấp IMO class ít nhất là bao nhiêu mét đó. Stow drum là cái phi á, away from IMO class goods at minimum of 5 meters. Number 5. Brief the stevedores on the dangerous goods in number 5 holes. Brief tức là chỉ dẫn. Brief the stevedores là những người bốc xếp hàng, on the dangerous goods in number 5 holes. Number 7, ventilate the holds before entering. Ventilate là thông gió, the hold, hầm hàng, before entering, trước khi đi vào. Number 8, load, unload IMO class goods first. Load, unload là mình cho cái hướng dẫn, lên hàng, dỡ hàng, IMO class
good first. Number 9, no smoking during loading. No smoking during unloading. All right, we add part 3, 1.2.3, reporting accident, báo cáo tai nạn. Reporting accidents. Number 1, slings with bottles, drums of IMO class goods were dropped on deck. Hay là into number holds, into number 5 hole, hay là on piece. Slings, mã hàng, các chai, thùng, bottles là chai, drum là thùng hay là phi, của, of IMO class goods were dropped. Were dropped là bị nhỏ xuống hay bị rơi xuống. On deck, trên boong, onto number, into number 5 holes. Liquid powder is spilling. Liquid là chất lỏng, powder là chất bột. Is spilling là đang bị đổ. Number 2, several là nhiều, drums, barrels, tanks are deformed. Form là cái dáng, hình dáng. Forming là mình làm lên cái gì đó. Deform tức là bị móp méo. So several drums, barrels, tank are deformed and leaking of the door. The container with IMO class goods is spilling out of the door. Spilling out. Spilling là đổ ra. Đổ ra khỏi cửa. Number 4, spilling substances of IMO class escaped in the sea. Escaped into the sea, harbor water. Spilling substances of IMO class. Spilling là cái chất gì đó, rò rỉ gì đó của IMO class. Escape into the sea đã chảy vào biển hay là vào cái nước trong cảng. Inform the pollution control. Thông báo cho bên pollution là ô nhiễm control. Bên kiểm soát ô nhiễm môi trường. Number 5. Temperature in locker. Hay temperature in container with IMO class goods is increasing. Hay là is increasing rapidly. Temperature in locker là nhiệt độ trong cái trong kho, trong container with IMO class goods is increasing rapidly. Đang khi tăng lên rất là nhanh. Number 6, orange, red smoke is developing from IMO class goods on deck. Orange, cam, red, đỏ, smoke is developing, khói đang ghi bốc ra, developing, bốc ra from IMO class goods on deck. Number 7, explosions on explosion in number 5 hold. Explosion, nổ, in number 5 hold. Damage to gas tank and container, là làm hư hỏng khí kết ga với lại container. Number 8, minor là ít hay là major là nhiều hay lớn. Fire in number 5 holds. Lửa cháy to, cháy nhỏ trong cái hầm hàng. Fire extinguished. Đám cháy được dập. Fire extinguished. Extinguish là dập tắt. Mà extinguished có ED là đã được dập tắt rồi. IMO class goods reignited. Reignite là phát lửa, ignite phát lửa. Reignited là đã được phát lửa. Fire under control. Under control là dưới được, đang được dưới được kiểm soát. Fire under control. Number 9. Fire not under control yet. Fire not under control yet. Operates the general emergency alarm. Operate là báo động, the general emergency alarm. Call the harbor fire brigade. Call the harbor fire brigade.
And then we at the final part, part B, 3, 4. Action in case of accidents. Action in case of incidents. Hành động khi xảy ra tai nạn. Incident. Cái chữ accident nó khác với incident chỗ nào? Incident là một cái sự kiện gì xảy ra mà không được như ý muốn. Incident. Cái việc mà đã xảy ra. Còn accident giống như là gọi là tai nạn. Tức là tai nạn là chắc chắn là tai nạn là có accident. Giống như là car accident hay là cái gì đó. Còn cái incident là một cái sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Number one, take action according to the emergency plan. Take action according to là theo như the emergency plan, kế hoạch khẩn cấp. Number two, turn the vessel out of the wind. Turn the vessel, quay cái tàu out of the wind, tránh hướng gió. The spilling gas, smoke, is toxic. The spilling gas, smoke, is toxic. Number three, put on protective clothing and breathing apparatus. Put on protective clothing, quần áo bảo vệ, bảo hộ, and breathing apparatus, là cái bộ thở. Number four, stop the spillage. Stop the spillage. Spill là động từ. Spillage là danh từ, là cái sự rò rỉ. Stop là dừng. Number five, let the spillage evaporate. Evaporate là để nó bốc hơi, cho nó bay đi. Let the spillage evaporate. Number six, remove the spillage with synthetic scoops. Remove the spillage with synthetic scoops. Remove là dọn đi, lấy đi the spillage, cái chỗ mà rò rỉ, chỗ mà chảy tràn ra, with synthetic scoop. Với lại cái scoop nó là giống như cái xẻng hay là giống như cái đồ mà mình xúc, cái đồ xúc. Use absorbents. Absorbents, absorbents, absorb là thấm. Absorbent là những cái chất thấm. For spillage, do not touch the spillage. Number seven, separate contaminated goods from other goods. Separate, tách ra contaminated goods, những cái chất, những cái loại hàng mà đã bị nhiễm bệnh, from other goods. Number eight, cover contaminated goods with tarpaulins. Tarpaulins. Cover contaminated goods with tarpaulins. Number nine, only open the container. Only, chỉ có, chỉ khi. Open the container, hold, hay là locker, hầm hàng, hay locker là cái kho. When smoking is stopped. Number ten, cool down the container with water. Cool down. Cool down là làm mát xuống, làm giảm nhiệt độ. The container with water. Number 11, ventilate the holds carefully. Ventilate the holds carefully. Number 12, close the hatch. Đóng cái nắp hầm lại. Or operate the fire extinguishing system. Operate là vận hành. The fire extinguishing system. Number 13, fight the fire from a great distance. Fight the fire. Fight. Fight. Còn cái kia là fire, ire. Fight the fire from a great distance. Number 14, flood number 5 holds. Flood là cho nước ngập vào hầm số bao nhiêu đó. Flood number 5 holds. Number 15, rescue persons. Cứu người bị nạn. Rescue persons. Take injured persons hay casualties to a safe area. Take injured persons. Injured là bị thương. Những cái người bị thương, đưa những người bị thương hay là casualty, bị nạn, to safe area, cái khu mà an toàn. Provide first aid là sơ cứu. Provide first aid, first chữa, to injured person. Provide first aid to injured person.
Call the ambulance. Call the ambulance. Không có ambulance. Ambulance. Call the ambulance. Number 16. Take off and dispose the contaminated clothing. Take off. Cởi ra. And dispose. Dục đi. Of contaminated clothing. Những cái quần áo mà để nhiễm chất bẩn. 17. Alter course to, for the nearest port. Inform on radio. Alter course là thay đổi hướng for the nearest port. Vào cái cảng gần nhất, inform on radio. And that's the end of this video. Okay, so... Alright, everybody stay safe. I hope everybody happy. Have a happy day. I will see you guys in the next video. Don't forget, đừng quên like, share, and comment the videos. Love y'all. See you in the next video. Bye for now.